Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách mà chúng ta chọn mua và chăm sóc, chọn quất cảnh ngày Tết cho đẹp, bền và được lâu nhất nhé. Mỗi khi Tết đến xuân về thì có rất là nhiều các loại cây cảnh này, hoa lá để chúng ta trang trí nhà ngày Tết. Thì bên cạnh như là cây đào, hoa mai rồi các loại hoa khác thì cây quất là một cái loại cây cảnh rất là phổ biến và không thể thiếu trong mỗi gia đình của người Việt được. Sở dĩ cây quất nó lại được ưa chuộng như vậy bởi vì cái ý nghĩa phong thủy tốt của nó và cái sự dễ chăm sóc phổ biến của những cái chậu cây quất cảnh hay là chậu cây quất to nữa. Cái ý nghĩa của nó thì theo âm Hán, phát âm của từ quất thì nó sẽ gần giống với từ cát trong Cát Tường, với cái ý nghĩa của nó là gặp nhiều may mắn này, phước lành. Và cây quất thì nó có cả quả chín vàng này, mọng này, quả xanh, lá của nó thì xanh này, rồi nó có thể xen thêm những nụ hoa màu trắng nữa, thì cái ý nghĩa là thể hiện sự đầy đủ này, no đủ, thành công và hứa hẹn một năm mới ăn nên làm ra này, phát tài phát lộc và dồi dào và sức khỏe nữa. Đó, cái ý nghĩa rất là tốt đẹp, phong thủy tốt đẹp của chậu quất cảnh. Tuy nhiên, nếu mà gia đình chúng ta chọn và chăm sóc cây quất không đúng cách ấy, thì nếu mà để cây chúng ta bị héo này hay là bị chết ấy, thì đó là điều rất là kiêng kỵ. Vậy nên việc chúng ta chọn và chăm sóc cây quất sao cho đúng cách nhất thì là điều rất là quan trọng. Cụ thể mình sẽ chia sẻ sau đây về cách mà chúng ta chọn mua nhé. Tùy theo nhu cầu và sở thích của mỗi gia đình mà chúng ta lựa chọn chậu cây quất cảnh là chậu mini nhỏ, cỡ trung bình hay là cỡ to, tùy vào sở thích, điều kiện mỗi nhà gia đình chúng ta thôi. Nhưng cơ bản ấy, một cây quất cảnh đẹp thì phải hội tụ đủ các yếu tố như là về dáng đẹp này, về quả đẹp này, cây có lá đẹp nữa và một chút lụ hoa. Cụ thể như sau, về chúng ta chọn cây ấy, cái gốc cây thì các bạn chúng ta cần phải nhìn gốc cây là nó phải thẳng và nó cảm thấy nó chắc chắn này. Bầu đất ở bên trong thì phải là còn nguyên, không được chọn những cái cây mà bầu đất ở bên trong nó bị vỡ hay là còn không nguyên bầu, đất rễ là không được nhé. Còn dáng quất thì các bạn chúng ta nhìn tổng thể là nó phải vững chắc, vòm lá có thể tròn hoặc là nó hình tháp nhọn mà xung xuê theo sang xung bên quanh của chậu quất này, nhìn sao nó cân đối và nó chắc chắn nhất, nhìn chắc chắn và nó không bị thiếu sức sống hay là nó bị ủ rũ gì cả, chắc chắn. Nhiều nhánh nhỏ xung quanh nữa để nó tạo sự hài hòa và cân đối nhất, đẹp cho cái chậu quất của mỗi gia đình. Lá quất thì các bạn cần chọn và quan sát các lá quất thì nó có cả lá to này, lá già hay là lá nó đang lên lọc nữa, non, có cả non, có cả già. Và chúng ta không lựa chọn những cái lá quất, cây quất mà nó héo vàng này hay nó bị ủ rũ nhất, phải là nhìn nó chắc chắn, xanh nhạt, xanh đậm, có cả lá già và lá non nữa. Còn phần quả thì các bạn chúng ta nên chọn ở cây có cái lượng quả vừa phải và đa số là các quả đã chín và nó có thể xen thêm những cái quả mà còn xanh này hay là nụ nữa. Đa phần là quả đã chín to đều này, chúng ta không chọn những cái quả mà nó bị dập nát hay là quả quá nhỏ nhá. Những quả nào bị dập nát hay nhỏ thì một là chúng ta không chọn cây đấy, hoặc là cái lượng nó ít, chỉ dập nát một vài quả thì các bạn chúng ta có thể cắt đi để cho nó đẹp đẽ nhất. Ok, các bạn chúng ta có thể nhìn thấy quả quất ở đây là những ưu tiên những cái quả mà nó còn vân xanh này, nó chắc chắn để nó sẽ được lâu ở trong ngày Tết cho mỗi gia đình. Và là các bạn chúng ta đến lựa quất thì có thể cầm đây lắc nhẹ như này để cảm thấy độ chắc chắn của những cái quả quất này nhá. Nó chắc chắn thì nó sẽ để được lâu, nó hơi xanh một chút, ươm một chút sẽ hơn với những quả mà nó quá chín hay là nẫu rồi. Đó là việc chúng ta chọn mua cây quất, vừa tổng thể cây quất nó hài hòa, nó đẹp như vậy. Còn việc chúng ta chăm sóc cũng rất là quan trọng. Và chúng ta chọn cây về là chọn cái bầu đất ở bên trong này là có nguyên vẹn này, và chúng ta sẽ cho trồng cái chậu, cái bầu đấy để cho vào cái chậu này. Thì cái chậu này thì cần phải có diện tích là nó phải lớn hơn cái bầu đất ở bên trong nhé, lớn hơn bầu đất bên trong này. Và các bạn chúng ta để cho cây quất của chúng ta nó được lâu ấy, bền ấy, thì chúng ta nên cho thêm một lớp xỉ than mỏng ở dưới đáy này để cho nó thoát nước tốt này.
Sau đó là chúng ta thêm một vài lớp đất ở xung quanh để cho nó khêu khít vừa khít để cái chậu cây của chúng ta nó được đứng giữa và nó chắc chắn nữa. Để vừa cung cấp dinh dưỡng cho cây này, để vừa có độ thông thoáng, cũng như là giúp cây của chúng ta dễ thở, để không bị ngập úng hay là chết rễ gì cả. Đó. Thêm nữa thì chúng ta chú ý việc tưới nước cho cây. Cây này thì chúng ta không tưới quá nhiều nước mà cũng không cần bón thêm các loại phân đạm gì khi mà chúng ta để ở trong nhà trang trí ngày Tết như thế này. Tưới nước thì chúng ta chỉ cần sử dụng bình bình phun đạm cây xương như này nhé. Nếu một lượng nhỏ thôi, 2-3 ngày các bạn chúng ta tưới một lần và cảm giác làm sao tưới nó vừa ẩm cái vùng đất này thôi và có thể tản đều ra cái phần lá cây để cho nó tươi mới sạch sẽ là được. Các bạn chúng ta hãy bê chậu cây của chúng ta ra bên ngoài để chúng ta tưới sao cho nó thoải mái nhất để không bị ướt ra nhà nhé. Ngoài ra ấy, thì các bạn chúng ta có thể trang trí cây nữa. Chúng ta có thể sử dụng những cái viên đá cuội màu trắng để chúng ta xem lên, nó vừa tạo cảm giác sạch sẽ cũng như là tạo đẹp cho cái cây của chúng ta. Ngoài ra thì một số gia đình chúng ta có thể trang trí thêm những sợi chỉ đỏ này, hay là những đồng xu, những phong bao lì xì trên cây quất của mỗi gia đình để mỗi ngày Tết nó đẹp hơn. Ví dụ những sợi chỉ đỏ đồng xu như này chúng ta có thể treo lên cây quất của mỗi gia đình. Và chơi Tết xong mỗi cây quất ấy, thì hoàn toàn là chúng ta có thể tái sử dụng đó, trồng lại cây quất để chúng ta dùng cho mùa Tết năm sau là hoàn toàn được nhé. Các bạn chúng ta có thể xem xét thêm. Vậy thôi, hy vọng với những thông tin mình đưa ra thì các gia đình chúng ta sẽ cảm thấy hữu ích về việc chúng ta chọn mua và chăm sóc cây quất. Chúc các bạn đón một năm mới thật là vui vẻ, an khang thịnh vượng.